chương 3485, thiêu thân lao đầu vào lửa, thảo phạt la định, chu la sát tộc phản nghịch, la diễn đại đế trở về, phải kết thúc thần thành náo động, trương nhược trần phụng thiên mỗ cùng la diễn đại đế chi lệnh. Trinh phạt la định, hoàn la sát tộc Thái Bình, nghe nói, la định chính là khôi lượng hoàng, muốn đem toàn bộ la sát tộc hiến tế cho lượng tổ chức. Chúng ta tu sĩ, tất cùng hắn từ chiến đến cùng, các loại hoặc thật hoặc giả tin tức tại bên trong tòa thần thành truyền ra, trương nhược trần sau lưng dòng người, càng ngày càng to lớn, những tu sĩ này từng cái tu vi không tầm thường, đều là thánh cảnh cường giả, không thiếu có thần linh, bọn hắn sở dĩ nguyện ý theo trương nhược trần chinh chiến. Một là bởi vì, nhìn thiên mỗ tuyệt đối sùng bái cùng tôn kính, thứ hai là bởi vì, lơ lửng tại trương nhược trần đỉnh đầu đại la thần ấn. Thần ấn, như một lá cờ, một vòng thần dương quang mang trói mắt, là vô thượng trí tôn biểu tượng. Đồng thời, Đại La Thần Ấn tuyệt không chỉ là trí tôn biểu tượng. Nó khí linh cường đại, có thể điều động toàn bộ la sát thần thành lực lượng. Đổi lại la diễn đại đế chấp trường Đại La Thần Ấn. Chỉ cần là tại la sát thần trong thành, đối mặt bất diệt vô lượng, cũng có thể bất bại. Hoa, Đại La Thần Ấn như to lớn cối say, phát ra kim loại sáng bóng. Tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu xoay chầm chậm đem bên trong tòa thần thành thiên địa quy tắc, quy tắc thần văn, tính cả lòng đất thần mạch bên trong thần khí cùng một chỗ dẫn động tới. Hội tụ đến Trương Nhược Trần trên thân, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy bản thân như hòa vào thiên địa lực lượng. Cùng la sát thần thành hợp hai làm một, một cổ lực lượng bất diệt tuôn trào, có thể xé nát vũ trụ, đánh xuyên qua cổ kim, bá, bá, tề lâm cùng túng mục thần tôn giống như hai đạo quang toa. Từ định tổ sơn bên trong sông ra rơi xuống đỉnh một tòa tháp hình cổ kiến trúc, nhìn về phía nơi xa, trương nhược trần cùng dòng như thủy triều la sát tộc tu sĩ. Trùng trùng điệp điệp thẳng hướng thần ngục, đại la thần ấn đem thần thành các vực chiếu dọi đến giống như ban ngày. Hai người bàn quyết định truy sát đi lên, hiện tại, lại trần chờ, chỉ vì, trương nhược trần khí tức trên thân quá hùng hậu, một hít một thở, dẫn động thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc triều tịch. Toàn bộ thần thành đều tại tùy theo rất nhỏ lắc lư. Túng Mục Thần tôn sắc mặt âm trầm, nói: "Đáng chết, tất cả đều là bởi vì hắn, lần này kế hoạch của chúng ta triệt để thất bại, cho mượn Đại La thần ấn chi uy, điều động toàn bộ La sát thần thành lực lượng cho mình dùng. Chúng ta đã còn lâu mới là đối thủ của hắn." Tề Lâm dáng người cao gầy lại nở nang, lông mi nồng đậm, ánh mắt sâu thẳm, nói: "Hắn cũng không phải La diễn đại đế, có thể tiếp nhận cùng điều động lực lượng có hạn, còn không thể vô địch." định tổ đã hiện thân. Trương Nhược Trần lần này đi, không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá. Tự chịu diệt vong, đại tự tại vô lượng cùng càn khôn vô lượng có bao nhiêu tranh lệch. Người ta đều là rõ ràng, vẫn là phải phòng ngừa hắn chạy ra thần thành. Bất quá, cùng hắn giữ một khoảng cách, không thể liều mạng, túng mục thần tôn nói. Tề lâm hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, cao ngạo như nàng, cũng không thể không thừa nhận. Giờ phút này Trương Nhược Trần mang theo thần thành chi uy hoàn toàn chính xác không phải càn khôn vô lượng tu vi có thể so sánh đến tránh né mũi nhọn la diễn đại đế có thể đem đại la thần ấn giao cho một cái tuổi trẻ tu sĩ chấp trường cái này tín nhiệm cũng là không người có thể so thần ngục định tổ thần cảnh thế giới bên trong mặt pháp thần vương trong lòng thiên nhân giao chiến trải qua đủ loại thôi diễn cuối cùng vẫn cảm thấy chỉ có thần phục định tổ hôm nay mới có đường sống coi như kiếm cốt có thể bất kể hiềm khích lúc trước cùng hắn liên thủ, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Lại nói, cho dù là bọn họ liều lên tính mệnh, từ định tổ thần cảnh thế giới bên trong chạy đi, nhưng lại có thể nào chạy thoát được la sát thần thành. Có thể nào tránh đi hộ thành thần trận chân áp, định tổ chân thân, đã xuất hiện, không hề nghi ngờ toàn bộ la sát tộc đều tại hắn trong khống chế. Mặt pháp thần vương trong mắt sát quang lóe lên, như thiểm điện, đánh ra từ thần thủ ấn, đánh về phía bên cạnh kiếm cốt mặt pháp thần vương ngươi lần nữa làm ra lựa chọn sai lầm thần phục với lượng tổ chức chỉ có thể là một con đường chết kinh thương lão thất phu đều không tha cho ngươi kiếm cốt phân thân hình như có đoán trước thân hình vội vàng thối lui tránh đi mặt pháp thần vương đánh lén tiếp theo thân hình hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía phong lôi chu thần trận cùng định tổ liều mạng không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong chỉ có trốn về phong lôi chu thần trận trở lại thần ngục mượn thần ngục bên trong tàn trận mới có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc, có lẽ có thể chờ đến truyền cơ. Đây là kiếm cốt phân thân cơ hội duy nhất. Kiếm cốt phân thân cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đại tự tại vô lượng đáng sợ. Rõ ràng đã dẫn động thủy tổ chi lực, thân hình như kiếm, nhanh như lưu quang, nhưng chỉ là xông ra mấy chục trường. tốc độ liền càng ngày càng chậm. Cuối cùng bị định tổ thần cảnh thế giới bên trong quy tắc trần áp đến trở xuống mặt đất hai chân một nửa đều chìm vào lòng đất, trên thân giống như là đè ép thập vạn đại sơn, kiếm cốt bên trong còn sót lại thủy tổ chi lực, cuối cùng vẫn là quá mỏng manh, không cách nào cùng đại tự tại vô lượng chống lại, như tại thần cảnh thế giới bên ngoài, người có lẽ còn có thể nhảy nhót mấy lần, ở đây, tất cả quy tắc đều thuộc về bản tọa, bản tọa chính là duy nhất thần, nhất niệm liền có thể đưa ngươi chân áp, định tổ xài bước hướng về phía trước. Đi đến mặt pháp thần vương bên cạnh, có chút dừng bước mặt pháp thần vương cảm nhận được trên người đối phương mạnh mẽ bá đạo thần lực vội vàng mỉm cười hành lễ nói chúc mừng định tổ chấp trưởng thiên la thần quốc tộc trưởng chi vị cũng đã gần đến ở trước mắt vô luận ngươi là thật tâm thần phục vẫn là giả vờ giả vịt trước dâng ra một nửa thần hồn định tổ chỉ điểm một chút đến mặt pháp thần vương mi tâm lập tức từng sợi hồn quang từ mi tâm bay ra mặt pháp thần vương khắc chế tức giận trong lòng mười ngón gấp túm, vẫn như cũ trên mặt tiếu dung cùng cung kính. Không có cách nào, thấp cảnh giới thần linh, bị cảnh giới cao thần linh thu nhập thần cảnh thế giới. Đem hoàn toàn bị áp chế, muốn chạy trốn, khó như lên trời, hoa, kiếm cốt phân thân hai tay cầm kiếm, bổ ra một đạo thẳng tắp một chữ kiếm mang, phá vỡ quy tắc áp chế, hừ, định tổ lộ ra ngoài ý muốn, chân phải dẫm một cái, đại địa xoay tròn ép hướng cấp tốc chạy trốn mà đi kiếm cốt phân thân. Mỗi một hạt cát, đều là một đạo đại tự tại quy tắc thần văn. Mỗi một khối thạch, đều có tinh cầu trầm trọng như vậy. Ở cái thế giới này, định tổ nhất niệm, có thể trấn áp hết thải địch, kiếm cốt phân thân dừng bước lại. Trên thân bộc phát ra tuyệt thế vô biên chiến ý, hai tay rút kiếm chảm thiên. Dưới chân, xuất hiện một vùng biển rộng, biển cả là từ kiếm đạo quy tắc hội tụ mà thành. Trong đó bao hàm có chút ít thủy tổ kiếm đạo quy tắc. Oanh, một kiếm chém ra, như ước vạn thanh kiếm đồng thời bay ra ngoài. Cùng từ không trung áp xuống tới đại địa đối bính cùng một chỗ. Kiếm cốt sống lưng thẳng tắp, như không thể đè gãy trụ trời. Trên thân, màu trắng bạc thần bào bên trong, vàng lên tuyết hải thái tử thanh âm. Nhược trần thần tôn, chúng ta tới ngăn trở định tổ đi. Ngươi vô luận như thế nào đến chạy đi, đem định tổ cấu kết lượng tổ chức, lôi tộc, loạn cổ ma thần sự tình, thông cáo thiên hạ mời thiên mỗ trở về trọng chỉnh la sát tộc trật tự nếu để lượng tổ chức cùng loạn cổ ma thần ở sau lưng khống chế la sát tộc những cái kia ma thần nhất định sẽ lấy toàn bộ la sát tộc vì huyết thực khôi phục tu vi của mình để lôi tộc khống chế la sát tộc thiên hạ la sát há không đều là nô không cam lòng tuyệt đối không thể nhịn một đạo lại một đạo la sát tộc thần linh thanh âm truyền tới tất cả thần linh đều sợ hãi cái chết nhưng luôn có so tử vong thứ quan trọng hơn. Ai dám đụng, vậy liền nhất định sẽ liều chết. Định tổ thu lấy mặt pháp thần vương nhất nửa thần hồn sau. Đi hướng kiếm cốt phân thân. Bầu trời, không ngừng rơi xuống dưới từng mảng lớn đất đá. Đều là bị thần kiếm chảm phá. Ngược lại là xem thường cỗ này kiếm cốt. Thủy tổ hài cốt quả nhiên không đơn giản. Nhưng, cũng dừng ở đây rồi. Định tổ giơ bàn tay lên. Dẫn động thần khí, kiếm cốt phân thân mở miệng. Nói ngươi xem thường lại đâu chỉ là kiếm cốt bá tuyết hải thái tử từ kiếm cốt trong tay áo bay ra phóng tới định tổ trực tiếp dẫn động thần khí đến thần nguyên muốn tự bạo thần nguyên ngăn cản định tổ bộ pháp không biết tự lượng sức mình định tổ hừ nhẹ một tiếng tâm niệm vừa động đếm mãi không hết quy tắc ép đến tuyết hải thái tử trên thân tuyết hải thái tử trực tiếp úp sấp trên mặt đất toàn thân chảy máu đừng nói tự bạo thần nguyên liền thần hồn đều bị ép tới sắp vỡ vụn. La định, người thú đội lớp người, sát hại la sát tộc. Ha ha, người có thể đè ép được một cái, đè ép được tất cả mọi người sao? La sát tộc thần linh cũng không giống như mặt pháp thần vương. Chúng ta xương cốt cứng đến nỗi rất. Hết lần này tới lần khác liền muốn cùng ngươi cái này đại tự tại vô lượng va vào. Một vị lại một vị la sát tộc thần linh. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ trong tay áo bay ra vì phòng ngừa bị định tổ áp chế, xông ra ống tay áo trong nháy mắt, liền trực tiếp dẫn động thần khí, bay thẳng thần nguyên, muốn chết, cho dù định tổ dù là tu vi cái thế, cũng có một chút ứng chú ý không rảnh, phân ra một cỗ lại một cỗ lực lượng, đánh về phía những thần linh này, mỗi một kích rơi xuống, đều có một vị thần linh bị đánh cho hóa thành huyết vụ, cũng có thần linh bị hàn khí băng phong, bị thần diễm đốt thành hồn xương mù, oanh, rốt cục một vị đại thần vọt tới định tổ trước người thân thể như là nung đỏ thần thiết ầm vang nổ tung hình thành kinh khủng tiệt luân sức mạnh mang tính chất hủy diệt định tổ trên thân thần quang nở rộ liền lùi mấy bước cả người đều biến thành xích hồng sắc mặt pháp thần vương bị chấn động đến không nhẹ nhưng cũng không thương hại bọn hắn chỉ cảm thấy bọn hắn quá ngu xuẩn làm la sát tộc thần linh như đầu nhập định tổ có lẽ còn có sinh lộ lại muốn lựa chọn châu chấu đá xe làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Vì la sát tộc, mạng của mình cũng không có. Còn muốn cái gì la sát tộc, thần nguyên tự bạo hình thành lực hủy diệt. Vỡ tung phiến khu vực này quy tắc. Đi, đi đại la thần cung. Nơi đó có lẽ mới là chúng ta sinh cơ. La sa thanh âm nghẹn ngào. Một mực yêu cười nàng. Giờ phút này hai mắt đỏ lên. Mang theo hồn vụ, nàng rõ ràng. Những này la sát tộc thần linh. Như vậy kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lựa chọn hy sinh, không chỉ chỉ là bởi vì chủng tộc đại nghĩa, càng bởi vì, bọn hắn minh bạch một khi rơi vào định tổ trong tay. Khẳng định sẽ bị diệt khẩu, biến thành cổ tân huyết thực, cùng nó như thế uất ức chết, không bằng lựa chọn một loại oanh liệt phương thức, nhưng, có thể quyết định hy sinh chính mình, tác thành cho bọn hắn, vẫn như cũ là đáng giá khâm phục, la xa trong lòng có cảm kích, cũng có đối định tổ vô tận hận, bởi vì từ vừa mới bắt đầu những này la sát tộc thần linh, liền bị định tổ hy sinh, biến thành cổ tân khôi phục tu vi huyết thực, đồng thời phải giá họa cho Trương Nhược Trần. Loại người này, vô luận có phải là lượng tổ chức thành viên, đều nên bầm thay vạn đoạn, oanh, kiếm cốt phân thân một kiếm bổ ra định tổ thần cảnh thế giới. Xé mở một đạo trượng dài vết nứt, kiếm cốt phân thân rất rõ ràng, mình chỉ có một lần cơ hội, thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ xông ra thần cảnh thế giới. Cơ hội này là hơn 10 vị la sát tộc thần linh hy sinh đổi lấy. Bá, mặt pháp thần vương thân hình thoát một cái, xuất hiện đến thần cảnh thế giới vết nứt vị trí, ngăn tại kiếm cốt phân thân phía trước, cười nói, muốn chạy trốn, ngươi như chạy trốn, bản tọa bí mật, há không liền không dối gạt được, hai tay của hắn đồng thời đánh ra, đánh ra một mảnh tối tăm mờ mịt tử khí mây mây xám, sông ra thiên quân vạn mã, từng cái đều là từ linh, Lăn đi, kiếm cốt phân thân nén giận bổ ra kiếm thứ hai, mây xám bị chia cắt mà mở, tất cả từ linh toàn bộ sụp đổ, thần kiếm mũi kiếm, thẳng tới mặt pháp thần vương trước người, mặt pháp thần vương thi triển ra các loại phòng ngự thủ đoạn cũng ngăn không được, đầu bị lột nửa cái, thân thể tà phi ra ngoài, đập ầm ầm hướng mặt đất, thế nhưng là, bị mặt pháp thần vương cái này một kiềm chế bị đánh mở thần cảnh thế giới vết nứt một lần nữa khép kín ngay tại kiếm cốt phân thân giơ kiếm muốn lần nữa chém ra thời điểm giơ lên kiếm lại chạm không nổi nữa rầm rầm từng cây quy tắc xiềng xích đem thần kiếm quấn quanh đồng thời quy tắc xiềng xích hướng phía dưới lan tràn đem kiếm cốt phân thân cũng cuốn lấy trên xiềng xích tuôn ra thần diễm đốt luyện kiếm cốt bên trong chương nhược trần thần hồn suy nghĩ trong không khí tung bay huyết vụ thần linh chết quá nhiều huyết vụ tan không ra ngừng kết thành màu đỏ mưa mưa tí tách tí tách định tổ dẫn theo tiết hải thái tử thân thể tàn phế từ huyết vũ bên trong đi tới nói không có người có thể đào thoát tử vong mà tử vong chính là ta la xa la sinh thiên thương nguyệt bọn người lâm vào tuyệt vọng biết được từ một vị đại tự tại vô lượng thần cảnh thế giới bên trong đào tẩu cơ hồ là không thể nào sự tình hiện tại nên bọn hắn cùng nó rơi vào định tổ trong tay chịu nhục, biến thành huyết thực, không bằng cùng đánh một trận, liền xem như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chí ít còn có một sát na quang huy. Lúc này, La Định, thiên khung phía trên, một đạo hùng hậu thần âm vang lên. Định Tổ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, thần cảnh thế giới bầu trời, càng ngày càng thấp, hướng phía dưới lõm, cuối cùng, bị một cỗ bá đạo thần lực cưỡng ép đánh xuyên qua. Ầm ầm đại la thần ấn như là một vòng vĩnh hằng thần dương. Đè ép xuống, thần giáp tự động sinh trường, bao trùm định tổ toàn thân, định tổ năm ngón tay kết ấn, thì triển ra chư thiên thần thông thần ma ấn, một trường ấn về phía thiên khung, chống đỡ áp xuống tới đại la thần ấn, hai chân trầm xuống một mảng lớn, bá, đột nhiên, lưu quang lóe lên, trương nhược trần chân thân xuất hiện đến trước mặt hắn, định tổ trong con mắt. Trương Nhược Trần thân thể càng lúc càng lớn càng già càng rõ ràng, cho dù là đại tự tại vô lượng hộ thể thần quang. Cũng ngăn không được thủy tổ dày cùng thủy tổ thần hành áo. Địa đỉnh từ trương nhược trần trong tay ném ra, bản nguyên thần quang chi phát cực điểm, tại thủy tổ dày ra trì hạ, trương nhược trần tốc độ thắng qua không ít đại tự tại vô lượng. Nhưng định tổ phản ứng cũng không chậm, một tay chống đỡ thiên khung đại la thần ấn, một cái tay khác nhấc lên tuyết hải thái tử làm thuẫn. Ngăn cản đập tới đỉnh, ầm ầm, tiết hải thái tử trong nháy mắt nổ tung, định tổ bàn tay, đặt tại trên địa đỉnh, ngăn trở trương nhược trần một kích này. Nhưng, liên tiếp lui về phía sau bốn bước, thần cảnh thế giới bị chính hắn đập vỡ một mảng lớn. Bành, trương nhược trần thân hình như dòng điện, thiểm di ra ngoài, từ đỉnh phía dưới sông ra, bất động minh vương quyền bộc phát, một quyền đánh vào định tổ ngực, trên nắm tay, hiện ra một đạo kỳ lân quang ảnh, tiếng gào kinh thiên một quyền này, ẩn chứa từ la sát thần trong thành tụ đến lực lượng. Trực tiếp đem định tổ đánh cho bay ra ngoài. Tiếp theo, lại bị từ trên trời giáng xuống đại la thần ấn chân áp. ầm um, ầm um, định tổ thần cảnh thế giới lớn diện tích vỡ vụn. Tất cả đều là dài vạn dặm vết nứt. Hết chương 3485 rồi ạ, à, hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.